Hello, xin chào các bạn, lại là Thăng đây. Hôm nay thì em sẽ quay cho cả nhà một xe Nova Dash, là Nova Dash hải quan chính ngạch 99-201 nha các bạn. Xe con này là dựng lại như chiếc xe thùng luôn. Đây, em quay tổng quan cho anh em xem xe trước nha, rồi tí em sẽ review cho bạn xem từng chi tiết luôn. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 luôn nha cả nhà. Cũng nhân dịp anh Dũng giảm giá xe luôn nè, thì em sẽ tranh thủ trong tuần này mỗi ngày em sẽ up một clip Nova Dash cho cả nhà tham khảo. Anh em thấy ưng được con nào thì mình alo trực tiếp số điện thoại 0939 080609 gặp anh Dũng để mình trao đổi về giá xe nha. Đợt này thì kỷ niệm làm kỷ niệm 10 năm thành lập cửa hàng nên anh Dũng sale tất cả các xe ngũ quý là 10% và những xe biển số đẹp với những con Nova Dash NSR là giảm 5% giá trị xe nha các bạn. Anh em tranh thủ trong đợt này mình vừa kinh được xe đẹp mà vừa được mua xe giá tốt luôn nha anh em. Xe rất là keng luôn. Chung con này sơn si là siêu đẹp luôn. Anh em mua về mình đổ xăng chạy thôi, khỏi cần tút, dặm sơn, kiểm tra xe thêm đó. Máy là siêu ngon luôn nha anh em. Vừa rồi thì anh em đã được nghe tiếng máy của xe này nha. Con này nói chung là máy móc rất là ngon luôn anh em. Đồ chơi thì chi chích full xe luôn. Đây, em quay chi tiết dàn đồ cho anh em xem này nha. Nó được nâng cấp lên phuộc heo, rồi những chi tiết như là ốc Salaya, ốc Titan, trang trí lên xe rất là đẹp nha các bạn. Nói về độ keng thì chắc có thể là con này là keng nhất trong dãy Nova Dash rồi. Để em quay két nước cho anh em xem nha. Két nước là được vệ sinh sạch sẽ hết rồi nè. Con này thì chạy két nước nên anh em bào tua thoải mái nha. Chỉ là dặn mình nhớt nhau, nước mát, xăng độ đầy đủ thôi. Bao bào tua luôn. Tốc độ thì Nova Dash thì được mệnh danh là thằng gió rồi anh em. Nếu như mình muốn test thì gớt tiền, lấy về test thử một vòng. Nova là chạy siêu đã luôn nha anh em. Xe trang trí ốc cũng khá là đẹp. Còn sở thích của bạn nào mình về mình dọn thêm hay là trang trí ốc thêm đó, đó theo ý thì anh em có thể mua về mình làm thêm cũng được. Còn hiện tại thì nó cơ bản đã có cái dàn đồ chơi cũng ok rồi nha. Vừa đủ để anh em chơi. Rồi, giá xe hiện tại đang bán là 150 mấy triệu nha cả nhà. Hey, anh em có thể alo trực tiếp số điện thoại của anh Dũng và mình thương lượng giá cả sau nha. Còn hồ sơ của nó là chính ngạch nên về việc ra tên toàn quốc thì rất là dễ dàng. Anh em ở huyện có thể nhập ngay huyện của mình luôn. Nó khác hơn những con hải quan nên nó giá nó cao hơn cỡ khoảng 10 triệu nha. Thanh lý hải quan thì bắt buộc anh em phải nhập tỉnh, còn hải quan chính ngạch như những con Nova này thì có thể các bạn sẽ nhập ở huyện được. Rồi, thông tin xe tí em sẽ để lại dưới phần mô tả cho cả nhà tham khảo nha. Cảm ơn anh em đã xem clip, anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0939 080609 nha. Địa chỉ là ở số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, HK Team Cần Thơ nha cả nhà. Đây tới cuối tuần mới hết dàn Nova, tới 7 chiếc lần. Mỗi ngày thì em sẽ cập nhật một chiếc cho anh em xem. Còn bạn nào có nhảy muốn review con nào trước đó thì cứ để lại một bình luận với phần mô tả. Em sẽ cố gắng review xe theo ý anh em luôn nha.
Còn trước nhất thì tại vì em Nova là nó đang trong đợt khuyến mãi nè, nên tranh thủ review cho anh em mình có giá tốt chơi. Còn Xeboy 110, 120 vẫn có bán bình thường, bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ nha. 110 hải quan thì vẫn giá như cũ, không có sale, chỉ có Nova Dash rồi ngũ quý và xe biển số đẹp nha cả nhà. Ngũ quý thì 10% sale, rồi biển số đẹp và Nova Dash NSG thì 5%. 5% giá trị xe thì cũng khá khá đó. Nếu như mà anh em lấy cái phần 5% đó về, mình có thể dọn lại theo ý mình, hoặc hỗ trợ phần ga tên dịch vụ cũng được nha. Rồi, cảm ơn em đã xem clip nha cả nhà.